cô ấy, lá sổ của cô có 3 cái tỷ, ba con ba rắn, cái tỷ đó ba thầy, con cao rắn, cao số quá ba thầy. con rắn, năm ất tỵ, tháng tân tỵ và giờ kỷ tỵ, bố có 3 con rắn. Đúng rồi. Nói con có biết biểu tượng sản xuất thuốc là cái gì không? Nhà bác sĩ là gì không? Là con rắn. Có thấy biểu tượng nghề y là con rắn không? Không để cái đó. Biểu tượng nghề Thầy y là giảng con thì rắn. nghe lắng tai học của thầy. Biểu tượng của nghề y là con rắn. Ồ. Đấy, nghề y của Việt Nam là con rắn. À vậy Con hả? rắn nó rất là cẩn thận. Cẩn thận đúng Nên là không? nghề y nó có tính cẩn thận. Nên là cô có thể, cô là một người trong công việc của cô rất là cẩn thận. Bởi vì 3 con rắn đến 3 cái tỵ. Đúng đúng cẩn thận lắm thầy ơi. Lời Nên nói rõ thầy. không cẩn thận làm sao mà sản xuất được thuốc. À, Nhất là ở Mỹ này, tiêu chuẩn sản xuất cao lắm. không tới 61 tuổi nó có rơi về bệnh hoạn, nó rơi về cái gì làm ăn xấu không? Đó chỉ câu hỏi đó thôi. Năm nay của cô 60 tuổi này, năm nay là biết là năm đại hao này, năm nay mới gặp địa không địa kiếp thì là năm xấu này. Tập ách của cô nó sẽ rơi vào tháng 10 âm lịch năm nay này. Nha. Còn sang năm của cô rơi vào cung phụ mẫu, liên trinh thất sát, đắc địa, không vấn đề gì cả. Năm Chị 61 tuổi đó. 61 không sao. À, làm ăn vẫn bình thường. Năm nay này, năm nay là năm cô phải tiêu tiền đi giải ngân mua bất động sản đi này. Năm nay là năm đại hao, mình phải tiêu những khoản lớn, nhất là mua nhà, mua đất, mua cửa. Không có thì dễ bị gạt lợt lừa gạt tiền tài tháng 7, tháng 9, tháng 11. Là mất nhiều. Bây giờ là tháng 9 rồi nha, à tháng 8 rồi đấy. 8, 9, 10, 11. Thì cô phải lo tháng 7, tháng 7 âm lịch qua rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ đang ở tháng 8. Tháng 9 có thể có đại hao tiếp, tháng 11. Nếu mà năm nay cô dùng hết các khoản đầu tư của cô chuyển sang bất động sản thì cô sẽ là người thắng lớn trong 2 3 năm tiếp theo. Cái 61 tuổi không có bị gì bệnh hoạn không thầy? Thầy coi giúp dùm, có bệnh gì không? Cô chỉ có sang năm cô giờ tròn sao tướng linh thánh độ. Sao gì? Sao tướng linh. Tròn sao tướng linh là được thánh độ. Thánh, ông thánh độ hả? Ừ. Sang năm tốt hơn năm nay nhau nhiều lần. Năm nay cô mới là năm đại hao này. Sang năm 5 tuổi đó thầy mà sao tốt hả? À. Không sao hết, không sao hết, tuổi làm nhưng việc không phải ai cũng bị ăn tuổi mà chết đâu, cũng sống cả năm tuổi. Mà tiền bạc có nói chung là tốt hơn năm này đi, không có đau Tốt ốm hơn bệnh năm tật nay. gì gì không sao hết. Đúng. Rồi cô 76 tuổi mới ốm. Cung tài đáy của cô 76. Rồi thầy giúp dùm coi có phải là gọi là cái gì á, gọi là cái gì á? Thời, đương thời. Có phải đương thời thầy cho đặt câu hỏi không phải đương thời không? Không phải như thầm, có phải vận tốt không? Vận tốt không? Nó khác nhau mỗi người câu nói ha. Như là thời vận có tốt không? Dạ, gọi là thời vận. Chứ phải thời vận tốt. Cô đang ở vận vũ phá, có nghĩa là cái vận này á, làm không cẩn thận là đô bọc nó phá hết của mình. Cô chỉ cần lơi lỏng cái là cấp dưới cho cô trắng tay rồi. Ở cái đại vận, anh cô phải cẩn thận. Từ 66 tuổi trở ra mới là đại vận, nhật nguyệt chiếu vận. Mới là đại vận 66 tốt, tuổi. Đúng rồi. Thì rơi vào cái vận cái sao Thái Dương đó. Đấy, là một cái sao tốt, nó chính tinh, nó sáng, nó không giống như cái tròn vũ phá này. Trong tử vi người ta gọi là đại vận, nghĩa là 10 năm đấy có tốt không? Đúng rồi. Thì cô đang rơi vào đại vận vất vả, đại vận 56 đến 565 của cô là bị tròn sao vũ phá ám địa, là do cung đô bộc. Những người khác ấy, người ta có lợi dụng năm mình. Sau thì bây giờ sợ đến 60 đến 70. Đến 65 là hết. Thì hết cái đại vận này, bắt đầu 66 đến 75 lại một đại vận mới. Rất là tốt hay sao? Đại vận đấy của cô tốt. Bây giờ từ năm nay 60 đến 65 tốt. No. Có gì? Từ giờ đến năm 65. Ví dụ như năm nay không tốt này. Năm nay sao đại hao này, sang năm tốt này. Năm tiếp theo nữa thì tốt này, năm nữa tốt này, nhưng mà cái năm cô 64 tuổi mới là năm xấu. 64 và 65, hai cái năm nó bị hãm. Năm đó chắc phải cũng 64 65 nha. Hôm nay thầy cho anh nói được mấy ý cho cô thấy ok chưa? Theo ý thầy coi cho thầy phân tích rất là rõ hơn mấy người kia nói chung chung, nói chung chung xong hôm sau coi lại tử vi thì người ta nói quay lại mấy khác cho nên không luôn. Thì vô tình thì lên trang mạng thì thấy thầy như vậy thì bảo thôi để mình lớn tuổi rồi mình coi về cái tử vi thì đương nhiên chính xác thì để cho mình nó thứ nhất là nó để trấn an và làm việc nó có thể mình biết cách hơn. Thầy nếu mà theo thầy nghĩ thầy nói cho làm về thẩm mỹ viện với cái gì nữa, buôn bán nhà cửa là hai đúng không? Ừ, cô là bất động sản, thẩm mỹ viện là sản xuất thuốc, sản xuất thuốc cũng là ba cái đều có hết rồi đó. Cảm ơn thầy quá chuẩn. Thôi lúc nãy cô hỏi là 61 thế nào, đó là cái câu thì đó thầy cao anh có nói với cô là thánh độ. Đúng con của nhà đồng nhà ừ, tại sao thầy các anh nói như vậy? Bởi đúng, vì nhìn, thầy nói quá bởi vì nhìn cô có thánh độ mà. Thầy nói giỏi. Sang năm có là ai thấy tôi sang năm là cô có tướng linh chiếu mà, cô sang năm có thánh độ nên mọi việc không vấn đề gì. Nhà tôi là con chủ đồng đền của cô đôi, tôi làm chủ đồng đền luôn. À. Cho nên thầy nói quá chuẩn. Cái thứ hai thầy nói hai cái chỗ này là về thẩm mỹ viện của tôi và thầy nói tôi buôn bán bất động sản quá chuẩn. Chính công dân tôi làm chung với nó đó. À. Dạ, cháu tôi làm chung với nó, đúng rồi. Rồi thứ hai, với lại cái thứ ba đang pha chế thuốc đang làm thôi. Về pha thuốc về truy về cancer ở đây và tôi đang làm về hung heo về bệnh nhân tới như thầy đã nói tôi cũng giật mình bệnh nhân tới rồi chăm sóc bệnh nhân đúng tôi đang làm cái đó
kết hợp với bác sĩ ở đây nè. Dạ nhiều lắm, cho nên đang làm hai chuyên về ngành mà đúng luôn. Thôi thì hôm nay thì thầy nói tóm gọn lại, tôi cũng yên tâm, tại nói tôi 61 tôi bệnh đủ thứ thì cái bệnh đó thì tôi cũng phải lo để tôi đề phòng. Thì nói không có bệnh là được rồi. Cô không công trái của cô có sao triệt. Dạ. Nhưng là bệnh tật nó được hóa giải, phải đến 5-7-6 tuổi thì lúc đấy sức khỏe nó mới rơi công trách. Yeah. Cô cứ yên tâm 16 năm tới cứ làm việc lớn đi. Tôi cứ làm việc từ giờ đó đi, 5 năm rồi nó cái cuộc sống tôi nó tôi không có đòi hỏi cao sang, nhưng mà thấy là gọi là bình yên nữa để nó không có. Đúng không thầy? Theo ý tôi đặt câu hỏi này nó đều tốt đúng không? Okay. Yeah. Tại vì cô là sao thiên lương ấy. Yeah, ngôi sao thiên lương là ngôi sao lương thiện. À, lương thiện. Sao thiên lương không làm việc ác. Yeah, là ngôi sao lương thiện, yeah, hay giúp đỡ mọi người. Sao thiên lương có tài chữa bệnh. Nên tại sao thầy đoán cô là nhà sản xuất thuốc, bởi vì cô có thiên chủ đi với sao thiên y chữa bệnh. Thiên chủ nói về những cái thứ liên quan đến thuốc ta, đối với thiên y là chữa bệnh như người khác. Yeah. Nha, cô có cái năng lực đó. Yeah. Nha, thầy mới đoán ra số của cô như vậy. Cô hiểu chưa? Hai là thẩm mỹ viện. Hai nữa tại sao thầy biết cô là thẩm mỹ viện, bởi vì cô là sao thiên khôi ở mệnh. Sao thiên khôi là sao xinh đẹp. Thẩm mỹ viện tôi thắng này, tôi không hiểu. Sao thiên khôi là cái đẹp. Cũng thế, cái từ hoa khôi là dành cho người đẹp chưa? Yeah. Cái chữ khôi này là đẹp. Nha, thấy nó đắm ở mệnh, nha, cái năng lực của cô bẩm sinh nó đã như thế rồi. Mà tôi có sao hóa lộc nó cũng thể bạch như là người phụ nữ có tài kinh doanh. Hôm nay thì các bạn rất là may mắn luôn. Được đón tiếp một đại gia đến nhà mà không hề biết. Dạ cảm ơn thầy. Đến đây thì phải nói là cái lời nói của thầy tôi cảm thấy tôi tự tin nhiều hơn. Dạ. So hơn hai cái người tử vi từ Hải Phòng tôi đã coi, nổi tiếng miền Sài Gòn tôi đã coi. Tôi coi về cái cuộc sống của tôi thôi chứ tôi không đòi hỏi ra sao. Nhưng mà thôi tôi cũng yên, tại vì nói tôi bệnh hoạn tùm lum hết trơn tôi cũng lo sợ. Để tôi có bệnh thì tôi phải đi chữa đúng không thầy? Dạ. Nhưng mà nói lung tung thôi, hôm nay tôi cũng yên lòng. Tôi chỉ phân vân 61 tuổi, ổng cứ đắp bấm cho tôi 61 là tôi tùm lum tùm la hết trơn á. Tôi còn có ghi âm trong này không hả thầy? Okay. Thành ra...